Gọi là đặc sản của xứ Huế mà lại bình dân, không kể trên đất Huế mà là trên đất Hà Nội, thì món đầu tiên phải kể đến là món bún bò giò heo. Những chiếc nồi nấu bún này, ông bà của chùa quán Huế bình dân trên phố Huỳnh Thúc Kháng đem ra cũng từ chính đất Huế. Chúng bao giờ cũng được đặt trước cửa hàng vào mỗi sáng sớm tinh mơ. Và công việc sắp sửa hàng họ cũng phải bắt đầu từ lúc ấy. Chứ như vào tầm trước giờ làm việc, khách khứa ra vào ầm ầm, xoay sở thế nào cho kịp. Nguyên liệu để làm nên món bún bò giò heo cũng gần giống như tên gọi của món ăn này. Một vốc bún, nhưng không phải là bún thường, mà phải là dạng bún sợi to, thửa riêng, săn chắc. Tuyệt nhiên không dùng thứ bún sợi nhỏ mềm mướt như khi làm bún chả, bún nem hay bún thang miền Bắc. Một chút thịt bò chín thái mỏng, có nơi dùng thịt bò tái, tùy theo từng nhà hàng. Một miếng thịt chân giò hay móng giò luộc chín đã được tẩm ướp củ sả giã nhỏ, gia vị rồi đem hấp chừng 30 phút cho các thứ gia vị ngấm kỹ. Nét đặc biệt là mỗi miếng thịt hầu như vẫn đều gắn liền với mỗi khúc xương nhỏ. Người chặt được miếng thịt như thế phải thật khéo lắm. Ấy cũng là một ngầm ý muốn nói với thực khách rằng đó chính là thịt chân giò, chứ không thay thế thứ nào khác. Đôi ba viên mỏng được làm từ thịt bò và thịt lợn nạc xay nhuyễn với chút hạt tiêu bắc xay nhỏ, ra thêm chút mắm muối, rồi thả vào nồi nước dùng cho chín. Việc này ông chủ gia đình thường tự tay làm. Rồi không thể thiếu đôi ba miếng tiết luộc chín bùi, vừa tăng thêm màu sắc đa dạng đẹp mắt cho bát bún, vừa thích khẩu với nhiều người. Linh hồn của món bún bò giò heo chính là thứ nước dùng có hương vị rất đặc biệt. Không ít các gia đình ở Hà Nội tập làm món bún bò giò heo biết bao lần mà đâu có làm nổi thứ nước dùng đúng như dân Huế. Cũng là nước ninh xương, xương lợn và xương bò, cũng đầy đủ các thứ gia giảm như củ sả, mắm ruốc. Nhưng sao vẫn không có được cái mùi thơm vừa nồng ngát, vừa thanh nhẹ như nồi nước dùng bún bò giò heo của người xứ Huế. Thì ra, bí quyết của người Huế ở đây chính là tỷ lệ cân đối và hợp lý giữa các nguyên liệu, phụ liệu và hương liệu. Ấy thế mới khó chứ. Biết thế nào cho vừa? Cũng giống như món ăn bún ốc, bún riêu cua, ăn bún bò giò heo thường đi kèm với rau sống. Những thứ rau ghém cổ truyền mang đậm dấu ấn xứ Huế, hơi khác với rau ăn ghém bún cua, bún ốc Hà Nội một chút. Món bún bò giò heo này là cái sở trường mà tôi thường xuyên. Tôi thấy cái hương vị của nó cũng rất là cay cay, thơm thơm. Mà đây nó có nhiều thứ, ví dụ những cái ớt trưng của nó với cái rau sống, kèm theo những cái thứ mà tôi ăn cảm thấy nó mát, nó vừa cay vừa mát, nó rất hợp với hương vị. Từ cái rau sống cho đến những cái gia vị cay chua rồi lồng ấm, nó đầy đủ toàn bộ. Đấy. Khi ăn xong người mình cảm thấy nó có một cái gì nó dạo dực, nó sướng, rất là vào những cái ngày mà cảm giác cảm thấy nó bâng khuâng như nào thì mình rất thích ăn những cái hến xúc bánh đa. Một món ăn không dễ gì có thể bỏ qua được khi đến với những quán ăn Huế. Cách chế biến món ăn này thì tưởng như rất đơn giản, chẳng cần xem mà chỉ cần nếm thử một lần cũng có thể làm ngay cho được. Nhưng mà mình tự làm cũng khó đấy. Ra hạt tiêu với mộc nhĩ, hành hoa, rau răm, ớt bột thế nào cho vừa vặn đây? Hến xào ăn với bánh đa vừng thì ngon tuyệt. Thực khách dùng món này chỉ cần bẻ một mẩu bánh đa dùng thay cho cả đũa bát. Thế rồi thì mồm nhai, tai nghe. Đành rằng trên khắp đất nước Việt Nam có rất nhiều nơi có hến ngon, nhưng hến ở sông Hương xứ Huế vẫn được coi là ngon nhất.
Vì sao vậy? Khi sông Hương người ta nói là nắng đục thì mưa trong. Rồi, nhưng con hến ở đó là nó đều, nó to, nó rất là đẹp. Ở ngoài Hà Nội đây cũng có và các cái nơi khác cũng có, nhưng mà hến nó bị bung nhiều. Còn cái con hến này ở sông Hương là cái nước nó rất là trong. Từ chỗ đó là con hến nó rất là ngon. Mà phải lấy hến này ở từ Trung Huế vận chuyển ra tại Hà Nội này. Mà hơn con hến ở Trung Huế thì ăn nó không có bùng, chứ không phải giống như hến ở các ngoài này. Đại rất là bùng khách thôi chê. Quán cơm Huế Bình Dân trên phố Huỳnh Thúc Kháng luôn hấp dẫn được thực khách Hà Nội bởi cái hương vị rõ mồn một là Huế. Ra Hà Nội mở hàng cơm Huế đã được hơn chục năm và đã chuyển hai địa điểm. Song ở đâu nhà hàng cũng được khách lắm. Có điều gọi là Bình Dân nhưng chỉ có phòng ốc đơn sơ toành toàng với cách phục vụ dân dã sồng sành thôi. Chứ giá cả ở quán Huế Huỳnh Thúc Kháng này cũng chẳng bình dân chút nào, nếu không nói là cũng đắt ra trò. Thật thế, không bênh được. Gia chủ thường giải thích với khách khứa là do chỉ quen lấy hàng hóa chính gốc xứ Huế chuyển ra, chứ không dùng kể cả các thực phẩm đặc trưng xứ Huế được chế biến bày bán ngay tại Hà Nội. Giá cả vận chuyển đường dài đắt đỏ lắm. Thêm vào đó, giá thuê cửa hàng ở Hà Nội cũng chẳng vừa. Bởi vậy, nhà hàng buộc phải tính vào giá thành các món ăn. Chả biết có phải thật thế hay không. Có điều là với người dân Hà Nội sành ăn Huế, thì giờ đây, trong số các cửa hiệu ăn Huế ở Hà Nội, các món ăn của quán Huế Bình Dân trên phố Huỳnh Thúc Kháng là khá hơn cả. Và điều này thì có vẻ dễ chịu hơn. Nhà hàng có hai cô con gái rất chăm chỉ và khéo léo trong việc chế biến món ăn Huế. Món thịt luộc chấm mắm tôm chua. Xem các cô thái thịt kìa, khéo mà gió thổi bay mất. Thế mà miếng nào miếng nấy cũng đều chằn chặn, liên lạc như thái bằng máy vậy. Mà máy thái vị tất đã bằng. Lại cái màu mắm tôm chua chính gốc xứ Huế nữa chứ. Cứ đỏ rau rảo thế kia, làm sao mà không khiến người ta thèm đến ứa nước miếng. Mà cái mắm này là đặc biệt phải gửi từ trong Huế ra. Cái này là đặc sản của Huế. Cái mắm, cái tôm chua này là phải, tôm chua là nước lờ, là phải nửa ngọt nửa mặn. Nếu mà nước biển là sẽ không có tôm chua ngọt là sẽ không ngon. Muốn làm cái tôm chua này phải cần những gia vị là phải làm phải cần riềng, gừng, ớt, thịt tỏi. Mình phải tôm chua về là mình phải ướp qua muối, sau là mình phải chôn dưới đất là phải 3 tháng. 3 tháng rồi khi mình mang lên rồi mình nó đỏ như thế này, rồi mình mới làm thêm một ít màu mình bỏ vào được như thế này. Nét đặc biệt của món thịt luộc tôm chua xứ Huế chính là ở hai thứ phụ liệu ăn kèm, quả vả thái lát và trái chuối hột thái lát. Ở Hà Nội, kiếm đâu ra những thứ này? Vị của chúng bùi bùi chát chát, lại ngọt ngọt thơm thơm, lạ lắm. Cách thức sử dụng rau gia vị của người Huế cũng khá tinh tế. Món nào rau ấy chạch đi là mất Huế. Muốn có một món thịt luộc tôm chua ngon là phải cần những yếu tố là thịt, là phải thịt mỏng nạc, phải có một ít bì. Trong những cái cung áo về thịt luộc này là phải có rau sống, rau diệp cả, và đặc biệt là chuối về vả, về khế phải gửi từ trong Huế ra. Và có thêm một ít bánh đa nem và một ít bún. Mình muốn cuộn cái ấy là mình phải cho tất cả những chuối, khế, vả, rau sống và bún để cuộn cùng với thịt là chấm với mắm tôm chua. Kho tàng văn hóa ẩm thực xứ Huế vô cùng là đa dạng phong phú. Sơ sơ trên đất Hà Nội, trong thực đơn các nhà hàng cũng có tới vài ba chục món. Nào bánh bột lọc nhân tôm, nào bò nướng lá lốt,
nào nem lụi, cuốn bánh tráng, vân vân. Nhưng dẫu sao, mấy món kể trên cũng là những món tâm điểm không thể thiếu ở các quán ăn Huế, dù là sang trọng hay bình dân trên đất Hà Nội. Và phải chăng, đó là sự thưởng thức có chọn lọc của những thực khách Hà Nội trong kho tàng ẩm thực của đất cố đô.